Yeah. Oh, wow. Con qua đây luôn. Bữa thứ bảy đi phụ với em ngày được không? Thứ bảy. Ừ. Chắc nha ông nội. Sáng thứ bảy lên nhà em, cứ sáng thứ bảy lên nhà em đi. Đừng nói em không chiều ta, không mời mình em là không được đâu. Mới gọi cho mình sáng mình gọi lại hỏi ai. Chào lên thì sao không? Thì nó xa quá. Xa quá là mà trên lên nhìn nó xa quá mà tự nó thấy mình đó là giá 20 triệu. Mình tới trên đoạn. Đoạn lên nó xa quá. Thấy nhiều không á? Có quán là nó tăng hơn bao nhiêu. Mấy chị cũng bỏ là sao? Lên đó của anh thì xa quá. Lên chơi phải nhiều rồi ha, mười mấy chục bao được. Không có sáng ra tôi lên chơi hết rồi. Có 2-3 bao triệu đó. Đa số mua cơ đó mình bỏ đi.
lấy bao 25 ngàn. Sau này lấy 500 nữa chứ. Bằng lái đéo làm thì mẹ tối qua rồi đập nhỏ luôn. Chửi tối kìa rồi. Đủ khỏe là không làm. Không bây giờ nó đưa em đi xuống. Rồi nó đưa em đi xuống Bình Dương học. Cái lời sang năm đổi cho em bằng. Mẹ mắc gì đi sang năm học mẹ. Mình sau em đưa nó là 2 tháng mấy rồi. Phải đưa mới đưa nó hả? 2 tháng mấy rồi. Em nói gì chị đâu biết là vợ em cần nhận cái bằng đủ mẹ cái bằng hai bánh làm như cái bằng xe lớn. Chửi cặc làm ăn chứ chị đủ mẹ bà nhắm cái tiền đó bà xài hết cho bà luôn á, bà đừng có đủ mẹ lần thứ nay thứ mai bà không chị nằm ở trong trường ở 500 ngàn bây giờ lấy lại không được. Nếu bây giờ chị đưa cho em một vị chị phải mất 500 ngàn đủ mẹ cái đó chửi chị. Mà làm sao mà mất được thì không thì thôi hồ sơ nó trả lại chứ làm sao mà ai lấy tiền đó. Mẹ nó dễ mình nặng lấy cho nghèo nó cũng cặt bà, nếu mà cảm thấy mà không trả thì nó bà ăn cho bà luôn chửi nó thôi vậy thôi chị em đánh mày á, chị bước đầu không được thì bà nói mẹ đi cứ làng em phải đi đâu á gì con ăn việc làm hay thì mời nó đi ăn đi nhậu rồi cái tụi mình không đi làm trời ơi em nói thiệt á thi xong cái bằng đó đủ em nói thiệt nếu mà lấy bằng xong em cho có thêm 200 ngàn nữa mà cho 1-200 ngàn đâu có gì đâu em nói thiệt cứ làm cho em qua trước tháng sau đưa cho ông thi làm làm cũng có người khác làm. Dù ông thi không làm thì chị điện ông bạn chị vô. Cái chỗ tin tưởng thằng lồn này nó mới nói em đưa cho. Chứ phải em đưa cho thằng kia rồi sao lấy bằng mẹ nó nè. Được chứ em. Để 5 ngày đi luôn à. Học 1 ngày đã 2 ngày cho 5 ngày. Ba mấy ngày rồi, anh này 4 ngày rồi. Không, vừa rồi là lấy bộ ghế đó là từ tiền rồi. Bộ ghế của nhà nữa. Ừ. Không cái
lời của bà còn cái triệu bạc đó, 2-3 năm nay khi đã sống thì nói luôn. Cái tiền nó cũng như bà kể, bà kể như lên đoàn luôn rồi. Thank you.
làm nhà cũng có xong chưa ta? Cái bà này cho đi. Ờ. Trời ơi. Quên luôn. Đúng rồi. Quên hai cân chìa khóa xe nó nhưng mà. Giống mình đi bằng câu đi. Tao chạy thẳng Huyền mới ra tìm mua buôn với tụi. Đi 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 con mà có nó nuôi con thì nó cha nuôi con đâu nhỉ? Đi ra đi kia, đi ra nhà cô như kiểu cô mi coi như cái gì đấy.